sao tôi vì ghen ghét mà đi hại Mạnh Cổ? Cô ta gái gì đây? Đừng đến cổ ta không đụng nữa. Cái gì cho được ta đã cho hết rồi. Thư Nhĩ Hà Tề, không phải là như vậy hay sao? Đề ca, thật sự anh đã cho cổ. Cái quan trọng nhất anh cho cổ là Gia Miệt Thị. Anh đích thân viết thơ cho Đồng Ca. Chỉ cần cô ấy chịu lấy em, anh có thể tốt với Mạnh Cổ. Anh nói cô ta nghe, anh không yêu cô ta nữa, anh sẽ cố gắng quên cô ấy. Đề ca, chuyện này rất khó đối với anh. Anh không làm được đâu. Không những anh phải chịu đựng sự ghen ghét, mà còn phải sống chung với người con gái mà anh không yêu. Anh xin thề sẽ làm được. Bởi vì anh là đại ca của em, bởi vì anh hy vọng ngưỡng gái yêu thương nhất được hạnh phúc. Có lẽ anh yêu cổ hơn em. Nếu là trường hợp của em không làm được. Có lẽ anh chỉ có thể rời xa cổ. Phải, anh yêu cổ hơn em nữa. Nhưng mà cô ấy là yêu em. Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn một mình bình tĩnh một chút. Anh làm em sợ à? Em đang học nguyên tắc ở tài phủ của lão gia. Ở đây có quen hay không? Em cần phải quen. Cần phải. Nơi đúng lắm. Ngồi đi. Tại sao lại không ngồi? Dán cờ này đi tệ ghê lắm. Để anh xem có thế nào. Chuyên bài thành thắng hay không. Lão gia, tha cho em. Em không phải là đối thủ của lão gia. Mạnh Cổ, em không hận anh chứ? Em không có lý do gì để hận lão gia. Tại sao vậy? Anh đã dùng roi ngựa đánh em mà. Đó là bởi vì lão gia giận quá. Vì yêu chị của em cho nên mới giận tới như vậy. Vì yêu để làm cái chuyện gì, cái đó có thể hiểu nổi. Em thật sự nghĩ như vậy à? Đúng vậy đô đốc. Ông là một người tốt. Đi. Đi. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Đến một truyền thuyết xa xưa, lâu lắm về trước, ở với Bạch Sơn có ba chị em.
Đại tỷ tên là Ân Cổ Lương, nhị tỷ tên là Chánh Cổ Lương, tiểu muội tên Phật Cổ Lương. Có nghe qua? Em đoán được đó. Ba chị em đẹp tựa như là tiên, cô nào cũng đẹp cả. Có một ngày cả ba người kết bạn dưới chân núi Bồ Khố để xuân du. Bỗng dưng ở trên đầu có mấy con linh thước bay qua, trong đó có một con gặp một trái màu đỏ. Chim nó nhổ xuống, tình cờ rơi bên mình của Phật Cổ Lương. Phật Cổ Lương lượm lên muốn nếm xem mùi vị như thế nào, không ngờ được một cái đã rớt vào trong bụng đó. 10 tháng sau đã sanh ra được một bé trai. Bé trai đó sanh ra đã biết nói, thấy gió lớn lên, thông minh vô song. Phật Cổ Lương đặt cho một cái tên thật là dễ nghe, tên là Bố Khố Ung Thuận. Sau đó mẹ của nó đã cho nó một cái họ rất là hay, Ái Tân Giác La. Cái chuyện đó em nghe ngày nào nói vậy? Chị của em, chị đã nói cho em biết đây là câu chuyện tiên tổ Ái Tân Giác La thị của các người. Chị của em rất là sùng bái Ung Thuận ở tại Bố Khố, cho biết ổng tụ nhân tâm xây thành lũy, đã sáng tạo thành Ngạc Đa Lý, đó là ba đồ lỗ vĩ đại nhất và đầu tiên của nữ chân. Anh đây hơn mệt rồi. Đưa đốt, đợi chút. Có chuyện gì hay không? Em muốn biết sau khi em rời khỏi Diệp Hết, đại ca của em, nhị ca và chị của em, họ đều khỏe cả. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Anh đã phái người cầu hôn chị em cho em trai của anh là Thư Nhĩ Ha Tề, nhưng mà cô ta từ chối. Chỉ là từ chối? Tại sao lại từ chối? Đó là cái việc mà chị mong mỏi nhất mà. Chị yêu thiếu gia Thư Nhĩ Ha Tề. Em biết là chị yêu thiếu gia Thư Nhĩ Ha Tề. Cô ta còn yêu em hơn nữa. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chị à, nếu như em biết trước như vậy, em cần gì phải gỡ tới Kiến Châu? Các cá, chắc các cá hiểu lầm ổng rồi. Đồng Xuân Nhi đã lén lén nói với em, đồ đốc đã thề với phu nhân, cô đã vì chị của cô mà gả tới chỗ này, cho nên cái đề của ổng sẽ không đụng tới cô. Cô nghĩ coi, đồng ca các cá nếu như biết được tất cả những chuyện đó, không lo cho cô sao được đây? Dưới tình hình này, nếu cô thành hôn với Thư Nhĩ Hà Tài thiếu gia, lão gia lúc đó bị lửa ghen làm mờ mắt đối xử với cô thế nào? Các cá, đó là khổ tâm của cổ đối với cô đó. Chị à, chị, để em lấy cho. Các cát, sao tim lại đập mạnh quá vậy? Không có gì, ta bỗng dưng cảm thấy trong lòng rối loạn, muốn ngồi dậy một chút. Bây giờ là canh mấy? Đã khuya lắm rồi. Nhị ca phải người đi Kiến Châu để hỏi thăm tin tức. Để về rồi chưa? Chưa về. Nhưng mạnh cổ các cát chắc là không có gì đâu. Còn Thư Nhĩ Hà Tề thiếu gia, các cát từ chối ổng, không biết ổng đau lòng tới cỡ nào nữa. Kiến Châu muốn gặp các cá các người. Biện Lạc, giữa đêm khuya tới phủ với Lạc. Hãy để dao xuống, cho ta đi gặp với Lạc. Nâng tay, hãy tránh ra hết. Ni Nhã. Thư Nhĩ Hà Tề thiếu gia, ta muốn gặp Đông Ca. Hơn Ni Nhã. Nhị với Lạc ở đây làm gì? Hãy về đi. Dạ. Thư Nhĩ Hà Tề, ta đã biết ngươi sẽ tới đây. Nhị với Lạc tôi, nhưng mà tớ cũng vô dụng. Đại ca tôi có thơ muốn trao cho Đông Ca. Đưa đây. Không được, tôi không biết giữa các người đang giở trò gì. Tôi muốn chính tay giao cho Đông Ca. Ngươi nghĩ rằng Đông Ca còn muốn gặp mặt ngươi hay sao? Cái gã ôn nhu quả đoán, không có chí khí giống như ngươi.
Nếu như người sớm nghe lời của ta, đâu có tồi tệ giống như hôm nay vậy. Ông có thể chửi tôi hàng ngàn hàng vạn lần, hãy để cho tôi gặp Đông Ca. Hãy đuổi nó ra khỏi phố cho ta. Đi. Chưa đi kiết. Nếu ngươi không cho ta gặp Đông Ca, cổ sẽ hận ngươi suốt đời. Đông Ca, em chính miệng nói cho nó biết, kêu nó rời khỏi Diệp Hách, lặn về Kiến Châu đi. Đông Ca, em có nghe rõ chưa? Hãy nói cho nó biết. Đông Ca, anh không muốn để em khó xử. Không cần biết em có ra đây gặp anh hay không, xin em hãy đọc lá thư này. Anh đang nỉ em, cả đại ca của anh cũng đang nỉ em nữa đó Đông Ca. Đông Ca, Đông Ca, thưa nhị Hai Tề xin lỗi em. Nếu hôm nay em không nhận bức thư này, anh sẽ quỳ đây mãi mãi. Hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Tổng hơn đừng có để cho ta gặp mặt nhà ngươi ở tại Diệp Hách nữa. Thưa nhị Hơi Tề, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn là đàn ông không? Được, ngươi không đi phải không? Ta ở đây với ngươi, để xem ngươi ngồi tới lúc nào. Đông Ca, đây là bức thư anh viết cho em, và càng là sự tự bạch của anh trước mặt của thần linh. Sống ở hào môn, lớn trong khổ nạn, anh lúc nào cũng cô đơn lang thang ở tại thế giới mong manh. Tuy nhiên máu và lửa, đao và kiếm, không có hủy diệt giấc mộng mà mỗi người đàn ông nửa chân đã có. Đời này kiếp này, có được một người con gái đẹp và xuất sắc nhất. Người con gái đó đã xuất hiện trước mặt của anh, chính là em. Đó không phải là lời khen gian dối. Em là nữ thần trong nỗi nhĩ hạ xích anh. Tạo hóa đã cho em nét đẹp, thiên thần đã cho em đức tánh tốt đẹp. Sự hoàn mỹ, sự hiền lương của em đã nhiều lần mang ân huệ tới cho anh, đều làm cho anh khắc cốt ghi tâm, ngày nhớ đêm mong. Bao nhiêu lần ở trong giấc mộng, anh đã nắm tay của em, đã leo lên đỉnh Bạch Sơn, triệu cáo với trời đất, anh đã có được em. Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên đời này. Khổ nỗi, trời cao được keo kiết, đã trừng phạt lòng tham của anh. Ngài đã ban sự chọn lựa khó khăn nhất trên đời này bày ngay trước mắt của anh. Người có muốn yêu người con gái người yêu hay không? Hãy bỏ đi người anh em chí thân chí ái của nhà người. Người muốn yêu người anh em của nhà người hay không? Hãy bỏ đi người con gái mà người đã dùng tánh mạng để mong mỏi có được. Sự quyết định như vậy đã làm cho anh rơi vào cái luyện ngục dễ sợ. Cho tới có một ngày, ở trong cõi hư vô đã loan truyền tiếng vang. Tiếng vang đó đối với anh mà nói, sự chọn lựa quyền lực không ở chỗ nộ nhĩ hạ xích. Đi đi, đi hỏi nữ thần trong lòng của nhà ngươi. Từ chỗ của em, anh đã tìm được câu trả lời.